Vâng, trên tay tôi đang là một chiếc iPhone 8. Có lẽ đây là lời nói dối tệ nhất tôi có thể nghĩ ra, bởi vì là không cần bạn phải là một fan của Apple, chỉ cần bạn sở hữu một chiếc iPhone thôi thì có lẽ cũng sẽ biết được rằng chiếc iPhone 8 sẽ được Apple tung ra vào khoảng mùa thu năm nay, nghĩa là phải khoảng 2 đến 3 tháng nữa. Thế nhưng mà chiếc iPhone từ Trung Quốc này cũng đang sở hữu rất là nhiều những cái nét thiết kế tương đồng với những lời đồn đoán về sự xuất hiện của chiếc iPhone 8 trong thời gian sắp tới. Chiếc iPhone fake này sẽ có những cái điều gì khác biệt, cũng như là có những nét đặc biệt gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nó ngay bây giờ cùng với người bạn đang có mặt ở bên cạnh tôi đây, đó là Ngọc Hải, reviewer tới từ Shop Đăng. Xin chào bạn. Ngọc Hải, bạn nghĩ sao về cái thiết kế ngoại hình của chiếc iPhone 8 này, cái đặc điểm bên ngoài của nó? Theo mình được nghĩ thì chiếc iPhone 8 này bề ngoài thì nó nhìn khá là đẹp, nhưng mà nó không được gia công được trau chuốt như chiếc iPhone 6 và 7 trước đây. Là các cạnh viền nó cũng bo tròn như là các đời iPhone trước đây, nhưng mà cái vỏ nó thì lại vỏ là nhựa, và các nút bấm mình cảm thấy bấm nó cũng không được chắc chắn cho lắm. Tuy nhiên là về thiết kế bên ngoài thì là y hệt đúng không? Thiết kế bên ngoài là về y hệt. Có thay đổi một chút là về chiếc camera. Chiếc camera này thì nó lại là được làm dọc, khác so với chiếc camera kép của iPhone 7 Plus là được làm ngang, và chiếc đèn flash này được nằm ở giữa. Chiếc iPhone 8 này thì có vỏ ngoài bằng nhựa và có mặt gương, không giống như là thiết kế bằng vỏ nhôm giống như của những chiếc iPhone. Chính vì vậy nên là cầm nó cũng không được chắc tay và trông nó rất là giống điện thoại đồ chơi. Theo mình biết thì bắt đầu từ chiếc iPhone 7 được sản xuất ra thì nó đã bỏ đi cái cổng tai nghe 3.5, và cổng sạc thì vẫn giữ là cổng sạc Lightning đúng không? Cổng sạc Lightning đúng không? Cái nút home vật lý đã được bỏ đi và thay vào đó là nút home cứng. Đây cũng là một thiết kế khá là ấn tượng của chiếc iPhone 8 fake này. Khi mà chúng ta bấm vào đây thì màn hình hiện lên cũng rất là nhanh, chứng tỏ độ nhạy của nó cũng rất là tốt. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta đều đã được nhìn thấy những phiên bản được tung ra trước của chiếc iPhone 8. Những lời đồn đoán thì màn hình của nó là màn hình cảm ứng tràn viền luôn, và không hề có những cái viền dày như thế này. Đây có lẽ là một cái lỗi rất là lớn khiến cho chúng ta nhận ra ngay đây là một chiếc iPhone giả đúng không? Đúng rồi. Hai mặt dưới là một cạnh trên gần camera và cạnh dưới gần nút home thì nó có hai dọc kẻ đen. Nó không được làm tràn ra mình, chắc có lẽ là bên phía điện thoại Trung Quốc họ không làm được điều này. À, có lẽ đây là một cái công nghệ rất là khó, và chính Apple thì cũng có lẽ là cũng sẽ phải cần đến bên gia công của Samsung để có thể thiết kế những màn hình như vậy theo như những lời đồn đoán. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về các cái tính năng bên trong của chiếc điện thoại này đi. Khi mình lướt qua lướt lại này thì khá là nhạy đúng không? Cũng khá là nhạy. Tôi đánh giá khá cao so với một chiếc iPhone giá rẻ, theo như tôi được biết là khoảng 3 triệu và đến từ Trung Quốc, thì độ cảm ứng nhạy như thế này. Đương nhiên là đây là trong tình trạng chúng ta chưa bật nhiều ứng dụng thì chưa có cái độ trễ. Mình cũng hãy cùng nhau đi kiểm tra qua về cái thông số máy. Máy ghi là chạy Core 4, nó vẫn ghi là chạy chip Apple A9, nhưng mặc dù nó chỉ chạy trên giao diện iOS của Apple, nhưng mà cái ứng dụng ở bên trong là chạy theo hệ điều hành Android. Về chip của chiếc máy này thì cũng không phải là chip của Apple. Phân giải megapixel nó là 12,8 megapixel, và đằng trước chắc là 5 megapixel. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cái khả năng chụp ảnh cũng như là quay video của chiếc máy này. Xin mời bạn. Mình sẽ chụp thử một bức ảnh ngoài trời sáng. Cái ảnh này nó có phần sáng quá. Tốc độ camera hoặc là cái tốc độ chụp ảnh của nó không được nhanh như các phiên bản iPhone chính hãng trước đây. Có lẽ là chúng ta không nên so với những chiếc iPhone nữa, đúng không? Bức ảnh thì có dung lượng không cao, chính vì vậy là khi chúng ta zoom vào thì nó sẽ bị nhòe. Còn bây giờ tôi sẽ thử chụp một bức ảnh trong điều kiện là trời tối hơn một chút. Khi mà chụp ảnh trong một cái điều kiện và hướng tới những cái khu vực ánh sáng tối hơn thì chiếc máy ảnh vẫn lấy được nét, nhưng mà lấy nét sẽ chậm hơn một chút, cùng với đó là sẽ có một cái độ giật, độ nhạy sáng cũng thấp. Chính vì vậy là chiếc máy sẽ chụp cho chúng ta ra những cái bức ảnh mà nó hơi bị nhiễu một chút. Vâng, theo thông lệ hàng năm của Apple thì phải đến tháng 9 tới đây, chiếc iPhone thế hệ tiếp theo mà chúng ta vẫn quen gọi là iPhone 8 mới chính thức được ra mắt. Việc một chiếc iPhone 8 giả mô phỏng lại hầu hết các hình ảnh đã bị rò rỉ trong thời gian vừa qua của mẫu smartphone mới đến từ Apple càng khiến giới công nghệ trở nên tò mò hơn. Tuy nhiên, lời khuyên của Sống Kết Nối dành cho các bạn là bạn chưa nên mua mẫu điện thoại này. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng tiếp tục gặp gỡ với MC Tiến Đạt để có câu trả lời nhé! Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về chiếc iPhone 8 sắp ra mắt đã được đồn đoán khá nhiều trong thời gian vừa qua. Với nhiều người chưa biết về chiếc điện thoại này cũng như là rất là dễ có những kẻ lừa đảo,
có thể lợi dụng lòng tin của mọi người để bán chiếc điện thoại này với mức giá cao hơn giá trị thật của nó. Điện thoại này được bán ra với giá là khoảng gần tầm 3 triệu đồng. Nhưng mà mình cũng nên khuyến cáo các bạn là cũng không nên mua các sản phẩm này khi mà các người bán máy có thể là định giá cao hơn khi các bạn chưa hiểu rõ, nắm bắt rõ về các tính năng bên trong của máy. Các bạn nếu mà muốn mua ấy, thì là chỉ về chắc là cũng làm đồ chơi. Đúng như là bạn Hải vừa mới chia sẻ, và với những chiếc điện thoại như thế này các bạn vẫn có thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản nghe gọi, điện thoại, chụp ảnh. Thế nhưng mà đừng hy vọng rằng là những chiếc điện thoại như thế này có độ bền cao và các bạn sử dụng được lâu dài. Còn nếu mà để lâu dài thì hãy tiếp tục tin sử dụng những cái mặt hàng chính hãng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và tránh bị mất tiền hoang phí.